Xin chào tất cả các bạn khán giả của VTV9, mình là Zubino và ngày hôm nay thì Dũng đã có mặt tại đoàn phim của Hồng Cần Đàn Ông. Và vai diễn của Dũng ở trong bộ phim này là một vai khá là nổi loạn và giống như kiểu là một cậu bad boy. Mình nghĩ là cái sự tương đồng giữa Hải và Dũng thì chắc là tuổi trẻ, vì cái nhân vật này dường như là có một chút gì đó nó hơi nổi loạn. Nó cũng khá với giống cái tính cách gọi là cái phần nổi của Dũng ở bên ngoài, nhưng mà về cái phần nội tâm thì có lẽ là Hải vẫn thua Dũng khá là nhiều. Thua về sự chín chắn, vì Hải thì thực chất là một cậu sinh viên mới ra trường, nên nhiều khi là Hải vẫn có trong mình một cái gì đấy nó hơi nghịch ngợm một chút. Và cái khó đó chính là làm sao mà để thể hiện được cái điều đấy ra, vì cái nhân vật này sẽ là cái nhân vật nam khác với hai cái nhân vật nam còn lại, là hai người đàn ông đại diện cho sự trưởng thành và chín chắn. Cái tuyên ngôn của cái phim này nó giống như kiểu là một cái lời nói rất là tương đối thôi. Vì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều những cái người phụ nữ họ cũng không cần thật, nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những người phụ nữ họ cũng có những cái suy nghĩ trái ngược lại. Và cái bộ phim này sẽ giải quyết cái mâu thuẫn giữa những suy nghĩ của những cái người phụ nữ đó. Single mom là một cái vấn đề rất là bình thường thôi. Khi mà bạn cảm thấy bạn có thể tự lập được, tự chủ được một cuộc sống tốt cho bản thân của mình, thì đấy là sự lựa chọn của mỗi người. Và Dũng hoàn toàn không có ý kiến gì về cái việc đó cả. Có một lần, có một hai lần gì đấy, à không, ba lần, bốn lần chắc là. Nói chung là cũng ít, tôi cũng không. Nói chung là cũng có đôi lần. Đấy cũng là một trong những cái mà Dũng trăn trở khi mà Dũng yêu một single mom, thì không biết là bây giờ về sẽ nói chuyện với bố mẹ mình như nào. Tại vì là nhà mình từ trước đến giờ thì cũng chưa có trường hợp nào như thế, nên là người ta bảo là cái gì mà khởi đầu bao giờ cũng khó khăn mà. Thì biết làm sao nếu như mà bây giờ mình mà thực sự yêu người ta thì mình sẽ phải về mình thuyết phục thôi. Mình thuyết phục và kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Thật ra bố mẹ thì cũng lo cho con cái thôi, chứ cũng không phải là vì thấy con mình hạnh phúc mà ghen tị. Điều đấy không bao giờ xảy ra cả. Thế nên là mình phải hiểu được cái mấu chốt của cái vấn đề đó, thì mình sẽ thuyết phục bố mẹ theo cái chiều hướng đó. Theo Dũng nhá, theo quan điểm của Dũng thì yêu ai là cưới, chứ không quan trọng là, tại vì bây giờ kiếm được một cái người mà mình yêu thực lòng nó rất là khó rồi. Còn để nghĩ là xem là họ như thế nào, rồi là họ ra sao nữa, thì Dũng nghĩ chắc ế cả đời mất. Dũng nghĩ là chắc khoảng khi nào mà Dũng chán cái tuổi trẻ của mình thì Dũng sẽ kết hôn. Vì Dũng thấy là bây giờ vẫn còn, mình vẫn yêu cái sự độc thân của mình. Mình vẫn còn rất là bay nhảy, muốn đi du lịch cùng bạn bè, rồi là muốn mặc những bộ đồ gọi là nôm na là kiểu những người đàn ông có gia đình họ sẽ không nên mặc như thế. Kiểu dạng như vậy thì Dũng thích cái sự nổi loạn. Chính vì thế nên là Dũng sẽ để cho khi nào mà mình không thể nào mà vẫy vùng trong cái tuổi trẻ của mình được nữa, thì lúc đấy mình sẽ lập gia đình. Mẫu người lý tưởng của mình là không có một cái gì lý tưởng cả. Vì Dũng nghĩ là khi mà yêu nhau hay là cưới nhau về rồi, thì cái lúc đấy cái lý tưởng đến mấy rồi những cái xấu cũng sẽ lòi ra. Tốt nhất là mình nên thẳng thật với nhau ngay từ đầu, thì đến những cái lúc đấy đỡ mệt mỏi hơn. Hẹn gặp lại các bạn sau khi bộ phim Hồng Cần Đàn Ông sẽ phát sóng, và hãy gặp Hải trên VTV9 nhé. Tạm biệt.